tận dụng lại bàn chải đánh răng để làm đẹp. Bạn đừng vứt bỏ bàn chải đánh răng cũ mà hãy tận dụng lại chúng để làm đẹp nhé. Dùng bàn chải đánh răng tẩy da chết cho môi. Một trong những nguyên nhân lớn nhất gây nên tình trạng so lên màu không chuẩn là bạn không chịu tẩy da chết cho môi. Để khắc phục tình trạng này, hãy tranh thủ sau khi đánh răng, xong bạn trả lông bàn chải lên môi khoảng 1 đến 2 phút để loại bỏ lớp tế bào giặc cỗi trên môi. Cho đôi môi luôn hồng hào, căng mọng. Dùng bàn chải đánh răng trang điểm cho lông mày thay vì tìm mua một chiếc chổi trải lông mày ở các cửa hàng mỹ phẩm, bạn có thể sử dụng bàn trải để thay thế. Chỉ cần chút nhẹ, bàn trải sẽ đưa những sợi lông mày sẽ về đúng vị trí một cách hoàn hảo. Trải cho tóc con nằm gọn. Vì lông bàn trải khá dày, chúng giống như chiếc bàn trải tóc lông mềm. Bạn xịt keo lên đầu lông bàn trải rồi trải lên tóc để tất cả những sợi tóc con đều nằm một cách có trật tự. Sử dụng phương pháp tương tự như trên, xịt keo xịt tóc lên đầu bàn trải để trải chân mày, giúp chân mày của bạn gọn gàng và vào nếp làm trắng móng tay, nếu móng tay bị ố vàng, các nàng thoa chút kem đánh răng lên và dùng bàn chải đánh nhẹ trong 1 đến 2 phút rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh. Lượng flow trong loại kem này sẽ đem lại độ trắng sáng cho móng. Chữa cháy khi nhuộm da không đều. Đối với những người mê nét đẹp khỏe khoắn thì kỹ thuật nhuộm sẽ giúp bạn sở hữu làn da mật ong như ý. Tuy nhiên, nếu da nhuộm bị loang lổ, các nàng có thể thực hiện theo cách sau, cho một thìa baking soda vào một cốc nước chanh nhỏ rồi đảo đều. Tiếp theo nhúng bàn chải vào dung dịch và chà nhẹ nhàng lên vùng da tối màu hơn, không những giúp da sáng hơn, biện pháp này còn tẩy tế bào chết hữu hiệu.